các bản tin nhanh 24/7. Yamaha JAS-105 Mobistar xuất hiện ở Sài Gòn với biển số 19, là đối thủ nặng ký của Suzuki Sibor ICB 110. JAS cho âm thanh đặc trưng của động cơ hai thì 125cc cùng với hộp số sơ cấp, sinh ra công suất 17 mã lực, giúp cho JAS-105 có khả năng tăng tốc đầy mạnh mẽ. Và khuyết điểm lớn nhất của mẫu JAS-105 chính là thiết kế phần khung sườn. Bởi những cái phiên bản trước đó, nhiều người sử dụng phàn nàn rất nhiều về vết nứt ở khung sườn sau một thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào cách chạy của từng người. JAS-105 xuất hiện ở Sài Gòn trong màu áo Mobistar, phiên bản giới hạn đang gây sốt những ngày vừa qua. Chúng tôi được biết chủ nhân đã dán cái tem phong cách Mobistar. JAS được sản xuất duy nhất tại thị trường Malaysia và so sánh với Suzuki ICB 110 thì mẫu xe này luôn được đánh giá rất cao hơn về hiệu suất. So với công suất của Suzuki Sachia thì JAS 105 đã nhỉnh hơn đôi chút. Mẫu xe này tới 17 mã lực, trong khi đó Sachia 120 chỉ có 13,5 mã lực. Yamaha 105 ZA có kích thước nhỏ gọn, cái trọng lượng nhẹ nên thường được sử dụng trong những giải đua của Malaysian Cup Race. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt 1900 nhân cho 615 như 1035 m. Chiều cao yên xe ở mức 752 mm, trục cơ sở dài 1250 mm. Trọng lượng khô mẫu xe này rơi vào khoảng 101 kg. Mẫu con tay mang trong mình khối động cơ là 2 thì với dung tích 124.3cc, trọng lượng 101 kg, công suất 17.5 mã lực và đạt tốc độ tối đa ở mức 160 km/h. Ngoài cái tên JAS 105, mẫu 2 thì này còn mang linh hồn của những tay đua tốc độ nên thường có tên là da cá mập. Tuy nhiên, mẫu xe này dường như là hàng rất khan hiếm ở Việt Nam. Vì vậy, giá cả của em nó được đội lên với mức là giá không tưởng. Trên thị trường có rất nhiều loại mẫu xe này, từ xe ráp, xe đạp hùng, xe đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt vân vân. Vấn đề muốn sở hữu một chiếc len keng vừa mới đạp hùng, giấy tờ hợp lệ đầy đủ thì số tiền mà chủ nhân phải bỏ ra trên dưới là 200 triệu đồng, giá tại đại lý của Yamaha. Cảm ơn mẹ đã giải thích này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.